Vâng, xin chào bác, đối với cái Kia xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe Java thương hiệu Ý mà trong thời gian vừa rồi em đã review rất nhiều về cái dòng Java Siduro. Và hôm nay em về được một chiếc cái màu tông màu rất là đẹp, tông màu của xanh dương. Và em đánh giá xe là rất là mới, tầm trên 90% xe. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng mẫu của dòng Java Siduro, thì nay em về được cái mẫu xe mà cái màu tông màu sắc rất là phối hợp, rất là đẹp bác nhá, tông màu xanh dương. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể cái chiếc xe. Và nhắc đến thương hiệu Ý thì không, các bác không còn gì xa lạ với đối với dòng Java. Đây là cái mẫu model của Siduro, được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm về cái thương hiệu Java, thương hiệu Ý. Khung làm từ hợp kim nhôm, khung mối hàn, hợp kim nhôm cao cấp của thương hiệu Java, với cái lá cờ Ý trên khung xe luôn. Lớp sơn bánh giá tổng thể là tầm 90% xe. Tuy có một vài vết chày nhỏ trên khung xe thôi, nhưng tổng thể xe còn rất là mới, còn rất là đẹp bác nhá. Cọc in dẹp vẫn là cái mẫu model của dòng Java Siduro. Bốn bề mặt của khung xe đều là thiết kế theo cái khung hình dẹp do cái bộ khung ký động học lực. Đây bác nhìn rõ này, trên khung xe đều có thể hiện rõ cái bộ size và thông số của xe. Dòng Road Decabyte. Đây cũng là một cái mẫu du bán chuyên nghiệp cho các bác đi dòng xe đạp thể thao. Và lần này em bày cái tông màu xanh, xanh dương, rất là sáng. Những điểm chỉ nhấn màu vàng trên khung xe tạo ra sự ứng dụng xe rất là nổi bật. Khung nhôm cao cấp, khung mối hàn làm dập kim nhôm siêu nhẹ và gắn liền với những cái dòng Java em đã từng review trong thời gian vừa qua, thì cái dòng Java gắn liền với cái mẫu linh phụ kiện của DK nguyên bản cho xe. Đây, của Phốt Ghi Đông chính hãng của DK. Tay cuốn chắc người chơi đã mới thay xong, nó mà cũng còn rất là mới, tay cuốn của nó đây rất là mới, màu đen trắng, sử dụng với bộ tay lắc Shimano Sora. Bên trái em chính hãng nguyên bản theo xe, bên phải em được sử dụng với bộ tay lắc Shimano Sora nguyên bản theo xe. Càng carbon, càng carbon chính hãng của Shimano Sora, anh à, em chính hãng của Shimano càng của Java chính hãng với bản giao xe. Đằng trước xe được sử dụng với cặp vành Acacium Mavic, vành hiệu chính hãng Acacium vành Mavic. Cam dẹp vành hiệu bác nhá, vẫn còn cái thông số của nó đây. Model của xe của Mavic Acacium vành rất là cao cấp. Vành đằng trước sử dụng lốp CST kích thước lốp 700x23C, chiều cao đứng của khung xe em thấy trên khung xe ghi rõ hiển thị bên trên khung xe là size 48, thích hợp các bác cao từ mét 6 đến trên mét 7. Gạt đĩa Shimano Sora, đùi đĩa Pro Wheel, đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa nhôm nguyên bản theo xe. Củ đèn sau, củ đèn Shimano Sora sẽ trang bị bên nguyên group chính hãng của Shimano Sora. Đằng sau sử dụng với bộ vành nhôm hai lớp, kích thước lốp 700x23C và sẽ trang bị với 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Cọc yên nhôm, cọc yên dẹp là dòng cao cấp của dòng Shimano, à là dòng Java Siduro. Yên của xe đây, yên nguyên bản theo xe cũng là yên màu xanh đen. Và bây giờ mình xin đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này,
Xe sử dụng 9 tầng lip chính hãng của Shimano Sora. Vâng, có chân thu mượt mà quá nhá. Xuống lip. Đây là một dòng Java thương hiệu Ý được rất nhiều các bác quan tâm, đánh giá rất là cao. Vâng. Hai tầng đĩa. Đồ đĩa trùng giống Pro View. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Java xe đua thương hiệu Ý, model Siluro. Mà trong thời gian qua em về rất nhiều về cái dòng Java Siluro rồi, được rất nhiều các bác quan tâm và ủng hộ, đánh giá rất là cao về xe. Và xe giá rất tốt bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trước ngày mai.